xin chưa hỏi được. Có gì tôi hỏi không? Vậy tôi chưa, bà chưa. À, em hỏi hỏi cái vụ mà thằng người ghi tới thầy, web server thôi. Rồi. Ví dụ như em lấy con IP mà vậy như IP tỉnh trên máy local, trên máy tính local của em, em public lên server thì cái này em let and write mà để chứng thực SSL nó được không thầy? Tại em không có domain đó. Được. Mà em nát cái bọt 80.3 chứ UDB 53 đi đâu mà nét. Hay là phải nát thêm cái UCB nữa thầy. Thằng đi nét đi. Rồi bạn đi chưa có đồ mang đúng không? Dạ. Thì bạn có thể đi đăng ký mấy cái đồ mang. Mẹ về đó đợi mẹ dẫn cơm nha. Ví dụ như OIP hoặc là đất DNS gì đó. Rồi bạn cứ trỏ về cái IP public của nhà của bạn đó. Rồi sau đó thì bạn đi download về cái thằng support. Let it rip support đó. Đó. Dạ. Rồi bạn đi xin chứng chỉ đó. Rồi cái chứng chỉ rồi thì bạn ráp nó vào bên trong cái web server để nó chạy gì đó. Để em test lại thử phần đây hôm bữa hay gì cái thì, ở bọn con 80.3 là cái đó của TCP đó. Rồi bạn thêm UDP 53 nữa. Tại bữa là em mở cái hai cái thằng là nó cho nó reload cái box subscribe hết rồi là 480 là 43 là nó ok hết rồi. Nên em thiếu cái thằng kia. Nó có thể chắn tên miền. Dạ. Mình sẽ mở cái này kia. Dạ dạ, rồi, cảm ơn thầy. Rồi, con người à, buồn ghê, này bữa cuối. Rồi, mà xem coi tiếp đi, không thấy gì đâu. Chưa, để lát cái bài đó, thầy dạy làm cái làm lát mới biết đường nổi gặp chỗ nào mới hỏi chỗ đó được thầy. Rồi, thôi, ok, chúng ta bắt đầu. Rồi, bạn các bạn xem giúp coi là thấy màn hình chưa hết. Rồi, nay mình thử làm cái bài về anh Mel Server ha. Cái bài này nó cũng không quá đáng ha. Thì để mà các bạn làm bài này thì thực chất thì khi mà các bạn nhìn vào ở bên trong một cái thành phần Mel Server ha. Mel Server. Thì trong đầu của bạn á mình nên tách biệt nó ra thành các phần như sau. Thứ nhất là cái thành phần để mà gửi mail, thành phần nhận mail ha, rồi thành phần duyệt mail. Đó. Nó sẽ có thành phần gửi mail nè. Rồi. Nó có thành cái thành phần nhận email. Sao mặt bách này nó rõ tiếng Việt cũng tiện. Rồi, các bạn sẽ thấy tiếp là nó có một cái thành phần để mà các bạn thành phần để duyệt mail. Đây, rồi, ok, ngáo quá. Thì ba cái thành phần này á thì các bạn có thể cài đặt nó chung một cái server
đó, hoặc là các bạn cài đặt riêng nó từng cái ra riêng từng thành phần. Thì ví dụ như trong anh phần gửi mail này thì các bạn sẽ thấy là nó liên quan tới anh nào HTTP đúng không? Dưới này thì liên quan tới anh Dovecode. Giờ tức bớt bớt 3 hoặc IMAP bớt 3 IMAP ha, là những cái giao thức để mà các bạn nhận mail. Tất nhiên là để nó security lên thì chỗ này nó sẽ có là SMTP SMTPS đúng không? Chỗ này nó sẽ có IMAP S ha. Thêm S phía sau để nó secure. Ở cái thành phần để mà các bạn duyệt mail á, thì các bạn sẽ thấy nó có hai cái. Một cái là cái web mail player. Tức là bạn hãy đi vô trong cái mail server, nó có trang web và người dùng họ sẽ đăng nhập vào bên trong cái trang web đó mà duyệt mail, đó chính là cái web mail client. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái anh mấy cái trình mail client đó ha, những cái ví dụ như những cái email client, ví dụ như Thunderbird, Microsoft Outlook, để mà các bạn kết nối vào bên trong cái mail server đó, để mà các bạn thực hiện cái nhiệm vụ này. Thì khi mà các bạn làm cái mail server chạy ở trong một cái môi trường nội bộ, nó sẽ khác khá là nhiều đó so với cái việc là các bạn chạy ở trên cái môi trường public. Nó còn tùy thuộc rất là nhiều yếu tố đó. Ví dụ như để mà các bạn làm đúng một cái mail server thì các bạn sẽ phải có một cái tên miền. Các bạn mua tên miền. Cái tên miền đó của bạn nó phải được đặt ở trên một cái máy chủ có cái địa chỉ IP public ở cái dạng sạch. Tức là cái IP của bạn mà gọi là IP dơ thì nó cũng, các bạn sẽ thấy rằng là ủa sao tôi làm cái mail server xong tôi gửi email local thì bình thường đó, nhưng mà gửi ra mấy cái mail public của ngoài net, ví dụ như gửi vô Gmail, gửi vô Outlook, gửi vô mấy tổ chức email ngoài net thì các bạn sẽ thấy là nó cho bạn gửi, bởi vì cái email của bạn nó được đánh dấu là xuất phát từ những cái IP dơ, và mặc định những cái mail server public ngoài net nó sẽ không có nhận những cái email từ bắt nguồn từ cái IP public này. Nên là lúc các bạn chọn cái mail server đặt của nào á, các bạn sẽ làm thêm thao tác nữa để check cái IP của nó có phải là IP sạch, IP dơ hay không. Đó, đó là vài cái điều các bạn cần nhớ nhé. Để mà các bạn làm cái bài về mail server này thì các bạn sẽ chuẩn bị tốt nhất là một cái máy Linux trắng ha. Định nghĩa tên miền rõ ràng ha. Tốt nhất là có DNS ha. Không có DNS thì các bạn sẽ sử dụng cái anh Firehose để các bạn phân giải cái tên miền ha, cho cái hệ thống của mình. Rồi. Ở trên màn hình này bạn thấy mình có một cái bảng Rookie Linux tab. Rồi. Thì nói chung nãy giờ thì mình đang để cho nó update. Lúc này thì các bạn sẽ sử dụng cái bạn đi kiếm cái mail server đúng không? Bạn Jimbra thì bạn lên bạn search chữ Jimbra download rồi bạn download về cái app của cái mail server. Thì anh này anh có bản bán thì có, anh có bản free, thì
Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái bản free nhá. Bản là Jimdo Collaboration Open Source. Thì lúc này các bạn sẽ vào bên trong cái phần download của nó ha. Các bạn chọn download nó với cái phiên bản phù hợp. Ví dụ ở đây mình sẽ thử với cái anh Rocky Linux 8 ở chỗ này. Sẽ bấm vô chỗ này. Các bạn lấy cái file về. Chắc là cái máy thì mình đâu rồi. Mình kiếm lại phải không? Rồi ở đây mình có sẵn cái file. Đó. Thì cái máy Linux mình nó đang update gì đó kệ nó. Mình sẽ copy cái file nó vào. ZC copy nó vào bên cái máy ha. Thì trong cái thao tác chuẩn bị cho cái máy ha, thì các bạn sẽ qua biểu tỉnh ha, các bạn sẽ gán cho nó cái hostname, gán cho nó cái domain name. Thì hiện thời là cái máy này của mình đang không có DNS server ha, cho nên mình sẽ thử kiểu đơn giản là mình sẽ sử dụng cái file host của thằng Linux ha, mình xử lý cái vấn đề của nó. Rồi mình sẽ add hack vào ha. Rồi mình add hack vào cái set. Rồi. Rồi lúc này mình sẽ viêm đến OTC host. Chỗ này các bạn có thể gọi cái host lên, các bạn nhìn trước một chút. Rất là đẹp. Rồi ok. Mình sẽ vi đến suyệt OTC suyệt host này. Ví dụ như ở chỗ này các bạn sẽ cho nó cài đặt với cái tên miền là mail.vimware.lab, rồi với cái domain là vimware.lab. Thì ở chỗ này mình định nghĩa này hai thằng dòng này ra. Sau khi định nghĩa cross ổn xong á, rồi các bạn bình thử rồi đến mail.vimware.lab, rồi tiếp tục bình đến vimware.lab. Rồi thì đảm bảo là mọi thứ này nó chạy bình thường. Rồi sau đó thì các bạn sẽ giải nén cái cục này ra, ta xf ra. Thì khi mà giải nén xong á thì các bạn sẽ cd vô ha, hy vọng là quá trình cài của mình ổn định đúng không. Chỗ này các bạn sẽ sử dụng ở trên cái file là install.sh ha, để mình kiểm cái thằng SILANUS. Đưa đến OTC Super Food Visible đó. Rồi chỗ này phải chờ chờ cho bạn này update xong rồi và mới làm tiếp được. Rồi, trong thời gian chờ thì không biết các bạn ai hỏi thêm gì không? Chỗ bạn bổ sung nè. Cũng lê nè. Dạ không thôi, thời gian tí thì được. Chờ ơi, phải chờ xong này á, cái cãi kia mất công hỏi xung rồi.
Rồi, nó đang bước vào năm rồi này. Rồi, tiếp nhau ạ. Thì cái máy update xong ha. Thì bây giờ sẽ chạy cái script này lên. Rồi, sẽ chấm xuyệt install nó thắt lắm. Mới chạy dòng đầu chưa gì có lỗi ha. Mới bảo là bật. Ok, đây là app install bật. Rồi, mình trả lại ha. Nó đang check những cái thành phần của anh Zimbra. Nó bảo là không có gì đâu. Nó mình cài không. Yes ha. Rồi, nó hỏi mình là có xài cái mắc kịch của Rebo Zimbra không. Lúc này chủ yếu các bạn sẽ đi theo trong cái giao diện của nó ha. Để mình cài từng cái bằng. Chủ yếu trong này là cố gắng là mình cẩn thận ha. Mình đọc xem coi là nó yêu cầu cái gì, không cấp đúng thông tin cho nó. Rồi để ý coi là nó có những cái dòng nào phát sinh liên quan tới lỗi không. Rồi, này install ha. Install Zimbra MD. Này no đi. Yes. Rồi, chỗ này nó hỏi là nó sẽ modify hệ thống ha. Rồi, continue bằng đúng yes. Thank you.
Chỗ này các bạn chờ ha, chờ một chút chạy rồi sẽ phải làm cái bước nhập bắt buộc nữa. Rồi ví dụ như chỗ này các bạn thấy là nó đang dùng cái host name của máy ha, thì nó khuyến cáo mình là nên xài DNS mà mình cũng có. Ok bây giờ mình cứ thử đi, mail.vnv.lab lấy theo cái tên này, change the host name, no, yes đi. Rồi mail.vmware.lab nó bảo là không phân giải được, re-enter host name, re-enter host name, okay, no yet. DNS error for dev.vmware.lab is a dead MS record for a night channel domain. No. Rồi. Thì ở chỗ này thì các bạn sẽ thấy là nó có cái bước gọi là số 7 này á, các bạn sẽ phải set cái admin password ha cho cái này.
Rồi, thì chỗ này address này. Số 7. Rồi, trong bước số 7 này thì bạn sẽ nhảy xuống số 4. Đặt cái password ha. À, chỗ này nó đang là như vậy, đặt password cho nó. Lại đi. Rồi xong. Rồi, bây giờ sau khi mà đặt xong á thì bấm chữ R để mà mình trả về reverse này. Rồi. Cái này bạn muốn chữ A để apply cần thiết không? Bấm chữ yes. Thì cái file config nó ghi các bạn vô là trong sụp OBT nè, Jira nè, rồi chấm config, system we modify continue, này là yes nè.
Mày lâu dữ.
Rồi, chỗ này mình đúng không? Ở đây các bạn thấy là nó báo là mình install xong. Bây giờ mình sẽ kiểm tra một cái bọt nó. Rồi, các bạn sẽ thấy là anh này anh sẽ mở ra cho các bạn là một đống các cái bọt ha. Thì lúc này là các bạn sẽ đi kiếm trong cái bọt này á, cái danh sách của cái bọt nào á nó đóng cái vai trò là Jira admin của nó ha. Rồi, cái máy của mình hiện thời á, thì nó đang có cái IP là như vậy. Thì lúc này các bạn sẽ TTPS ha. Rồi, 1.216 chấm bạn này đang là chấm 252 hình như là 7071 thì phải. Đấy, để mình check cái firewall. Rồi, các bạn thấy là anh này đang có những cái này sẽ không vô được đâu. System CTL Start IP Table. Ở đây bạn thấy là trong cái trang Jira admin của nó ha. Rồi chỗ này bạn sẽ là admin a.dev.vimware.lab.password. Thì mình sẽ đi vào ở bên trong cái trang web của nó để điều khiển. Chỗ này nó bảo mình là xong cái service nó không chạy. Wow, này sao mà xong được đúng không? Rồi, này mình sẽ xô qua thằng lúc mà cái hệ thống này cài xong á thì nó sẽ tạo ra một cái tài khoản là Jira. Rồi Jira Jira. Nó có cái câu lệnh để mà các bạn check cái service của anh này á là nó có trạng thái là như thế nào. Chỗ này các bạn sẽ dùng lệnh là Jira control startup. Còn ra gì đấy? Oh. Này nó bảo chỉ có thằng Jira lock thì nó cứ chạy thôi. Rồi thử restart thử. Này. Stop.
Rồi, cũng start lên lại coi. Mày sẽ có lúc quát lỗi. Rồi, thử vô lại cái trang web admin đó. Thử rồi. Mình vô đây mình tạo cho nó thêm một cái domain. New ha. Nếu nhớ chỗ này nó có sẵn cái domain hồi nãy lấy theo tầm máy á, f.dv.lab à. Ví dụ như chỗ này mình sẽ là này theo Google thì các bạn sẽ tạo ra cái domain rồi các bạn sẽ gắn vô trong đây thành cái nào bóc nè tạo đây Joseph GMT 07 domain này mình coi tạo email box của nó unable to đúng là bài này với cẩn thận lúc đầu là mình nên làm thêm cái con DNS server cái này người ta không đúng. Thank you.
lại cái này mình thử vô trong cái 18080 là gì. Bốn ba này. Trang này thì nó là trang để các bạn gửi mail ha. Hiện thời cái domain của nó đang là như vậy. Nếu các bạn có ai hỏi gì mà bài này nếu các bạn làm đẹp thêm là bạn phải làm con DNS server. Do nó lúc các bạn tạo ra nó record nè, nó còn nó phân giải tâm mềm. Lê với bạn Đặng hỏi với mặt đó. Nghe thế. Hỏi gì không ạ? Dạ không. Cài thử ha. Dạ. Mà này chắc phải làm thêm ba cái xem cái DNS server được thì nó mới phân giải được cái record cái gì. Dạ. Ủa, thầy có mấy cái dạ, thầy có mấy cái record cái buổi trước đúng không ạ? Cho em xin lại. Chắc là hỏi cái trung tâm có gì đâu.
Mình coi trong cái LMS là chuẩn nhất à. Đây à. Chủ yếu là lên mình hỏi, thắc mắc mình hỏi, xúc bỏ. Dạ. Giờ rồi thôi, chắc mọi người thành thử à, có gì thì nhắn lại nhé. Rồi chắc mình dừng chia sẻ đấy nha. Cảm ơn các bạn. Ai cần hỏi gì không? Không này, đi về đây là báo. Cảm ơn các bạn nha. Thank you.